câu chuyện rất dài. Nhắc tới sự thành công của xe Hàn Quốc ở Việt Nam trong khoảng 12-13 năm trở lại đây thì tôi cho rằng chúng ta sẽ có 3 cái tên trụ cột, bao gồm Hyundai Santa Fe, Kia Morning và Hyundai i10. Duy nhất chỉ có Hyundai Santa Fe là vẫn còn đang đứng vững trong phân khúc của nó, còn hai cái tên còn lại đều đã gặp trục trặc rồi. Với chiếc Kia Morning thì không khó để diễn giải sự thành công của nó trong hai thế hệ đầu tiên. Nó về Việt Nam rất kịp thời và là một trong những cái tên dẫn đầu phong trào đưa xe hơi tới gần với người Việt Nam hơn. Còn ở thế hệ thứ 3 mà các bạn đã nhìn thấy ở đây thì cái tội lớn nhất của nó đó là về với thị trường Việt Nam quá muộn, trễ tới khoảng 3 năm và sau đó là yếu tố của thời cuộc nữa. Trước khi có VinFast Fadil thì Hyundai i10, Kia Morning đều rất dễ sống ở trong phân khúc của mình. Và Kia Morning có lẽ cũng sẽ là một bài học rất đắt giá cho nhiều nhà phân phối xe hơi ở Việt Nam khi mẫu xe này bỏ rơi thị trường trong một quãng thời gian dài và quay trở lại với một mức giá không hấp dẫn. Đó sẽ là một cái công thức đầu tiên để khiến cho mẫu xe này bị chìm xuống trước các đối thủ rồi. Để nói rất nhanh thì chiếc Kia Morning bây giờ vẫn có nhiều giá trị khác biệt ở trong phân khúc, nhưng nó không còn là chiếc xe thuộc dạng quốc dân nữa, tức là về mặt tổng thể nó sẽ không phù hợp với đại bộ phận những người mua xe hơi nữa. Tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ cùng phải giải quyết câu chuyện này trong vòng 20 phút tiếp theo. Video như này chúng tôi gọi là một video in-depth review, tức là chúng ta cần phải dành rất nhiều thời gian để phân tích với nhau tại sao xe này hay, xe này dở. Còn nếu bạn thích một video dạng mì ăn liền xem khoảng 2 phút mà biết được xe này tốt hay không thì đây không phải là một sản phẩm dành cho bạn. Còn nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên, đó là những thông tin cơ bản về chiếc Kia Morning thế hệ thứ 3. Giá bán 439 triệu là con số đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới và nó là một chi tiết không tốt. Chiếc Kia Morning vốn bị người Việt Nam coi là đàn em của i10 trong một quãng thời gian dài và bây giờ thế hệ mới thì nó đắt hơn i10 nữa. Đó là điểm trừ. Còn về phần thay đổi tổng thể, chúng ta có chiếc Kia Morning thế hệ thứ 3 với trục cơ sở dài ra thêm 15mm, nhưng chiều dài tổng thể và chiều rộng tổng thể thì không đổi. Một thông điệp không thể rõ ràng hơn của thương hiệu xe Hàn Quốc. Họ vẫn muốn giữ chiếc Kia Morning là một chiếc xe nhỏ gọn, lanh lẹ trong đô thị, chứ không phải là một chiếc xe hạng A, nhưng nó cố để trở thành một chiếc xe có thể phục vụ được đủ 5 người. Đó là thông điệp mà các bạn cần phải nắm được. Tuy vậy thì về những cái thay đổi tổng thể khác, các bạn cũng sẽ nhận ra chiếc Kia Morning thế hệ mới có những cái điểm rất tích cực. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy nó có một cái tạo hình nó thể thao đẹp mắt hơn nhưng nó vẫn thực dụng hơn. Bằng chứng là các bạn sẽ có phần overhang đằng trước được rút ngắn lại và overhang đằng sau thì nở rộng ra. Và như thế thì về mặt thể tích của khoang để đồ, các bạn sẽ có thêm 55 lít so với thế hệ cũ. Đến với chiếc Kia Morning thế hệ thứ 3 thì chúng ta sẽ có rất nhiều tuyên bố quan trọng được tạo ra và tôi lưu ý với các bạn đây là tuyên bố của Kia toàn cầu, còn ở Việt Nam thì rất tiếc là chúng ta sẽ chưa có điều kiện để thử nghiệm. Điểm đầu tiên đó là mẫu xe này sẽ có phần thân vỏ được tạo ra từ lượng thép cường lực tăng gấp đôi so với thế hệ trước và các bạn cũng sẽ có những cái thanh thân bằng trước sau cứng cáp hơn. Phần thanh xoắn phía sau nhẹ đi và được tạo hình mới để mang tới một cái hiệu năng chắc chắn hơn về mặt tổng thể. Sau đó thì các bạn sẽ có những cái cải thiện về mặt cách âm nữa. Cụ thể chúng ta sẽ có thêm vật liệu cách âm ở dưới phần bảng điều khiển trung tâm, phần sàn xe, bổ sung thêm bọt hấp thụ âm thanh ở phía dưới cột A và cột B. Phần thân vỏ thì tôi cho rằng các bạn cũng sẽ không cần phải có những cái nghiên cứu quá sâu xa đâu. Hãy tìm ngay một chiếc Kia Morning mới và các bạn sẽ nhận ra nó chắc chắn hơn tương đối so với chính thế hệ trước. Tuy vậy thì với tôi, chiếc Morning 2021 lại có một điểm vô cùng đáng tiếc nằm ở phía dưới nắp capo. Chúng ta sẽ không có động cơ 1.0 tăng áp 99 mã lực 172 Nm moment xoắn như các thị trường phát triển. Và đây cũng sẽ là điểm khiến cho chiếc Morning mới khó có thể đứng cùng sân với chiếc VinFast Fadil. Kia Morning thì từ thế hệ trước với tôi nó vẫn là một chiếc xe khá là nổi bật ở khía cạnh là một chiếc xe đô thị nhỏ nhỏ, xinh, thời trang và bây giờ thì vẫn vậy. Các bạn sẽ thấy phong cách này thậm chí tôi cho rằng nó sẽ nổi bật hơn khá nhiều những chiếc xe thuộc phân khúc phía bên trên. Và những cái điểm đẹp mắt mà tôi muốn đề cập ở đây là các bạn sẽ thấy bộ đèn chiếu sáng ban ngày với 4 bóng theo một phong cách khá là Porsche rồi phần lưới tản nhiệt nữa. Nó tạo ra một cái gì đó có vẻ dữ dằn cho một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh mà người ta thường nghĩ là nữ lái. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có hai cái phiên bản rất là rõ ràng ở thị trường Việt Nam, một phiên bản là GT Line nghiêng về khía cạnh đường đua, còn ở đây chúng ta sẽ có phiên bản X Line nó vạm vỡ cứng cáp hơn và đâu đấy thì có thể gọi là có một cái xu hướng nó địa hình hơn so với phiên bản thông thường. Đó là một cái điểm mạnh khác mà chúng ta cần phải đề cập tới trong vai trò là một chiếc xe nhỏ nhỏ dành cho những người mua xe lần đầu. Thay đổi trước đây mà tôi đã đề cập thì các bạn có thể cảm nhận ngay bằng việc đóng cánh cửa thôi. Bây giờ chiếc Kia Morning không còn đóng vai đàn em của i10 nói về mức độ chắc chắn nữa rồi. Rất sướng. Cảm giác tiếng rất nhiều bass.
Bên cạnh đó thì đây vẫn là điểm mạnh của chiếc Kia Morning hay thương hiệu Kia nói chung. Họ luôn luôn có những cái thiết kế mà nó mang lại mức độ đẹp mắt trẻ trung so với những mẫu xe khác ở trong cùng phân khúc. Và chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ không thể đòi hỏi ở đây nó có những cái thứ cao cấp như là da gỗ gì cả. Một vài chi tiết nho nhỏ khâu da ở đây cũng đủ để khiến cho chủ xe cảm thấy vui vẻ rồi. Nhưng tôi muốn nói về cái cảm xúc thị giác về mặt tổng thể cơ. Sự hiện đại và hài hòa là thứ mà chúng ta sẽ có ở trong chiếc Morning. Còn chiếc i10 nó cũng đã đẹp rồi đấy, nhưng tôi đánh giá chiếc Morning cao hơn một chút xíu. Và chúng ta có lẽ cũng phải dành thêm khoảng 30 giây để đề cập tới một số chi tiết thiết kế rất đẹp mắt của chiếc Kia Morning, như phần thiết kế vô lăng, cửa gió điều hòa ở đây, những cái nút bấm điều khiển điều hòa phía dưới này, hay thiết kế ghế nữa. Đây là những điểm nho nhỏ mà chúng ta thường sẽ thấy nhà sản xuất có lẽ họ sẽ chỉ quan tâm khi mà xe đắt khoảng 700-800 triệu thôi, và Morning thì đã có điều đấy. Về điểm trừ, các bạn sẽ thấy ngay rồi, đây là thứ mà tôi vô cùng không hài lòng. Các bạn sẽ thấy tôi ngồi thì có vấn đề gì đâu đúng không ạ? Nhưng mà nếu các bạn mà là người phụ nữ cao khoảng 1m50 ấy, các bạn sẽ ngồi như này này. Đó. Như này thì thực sự là khó chịu, và đây cũng rất là nhược điểm chung của những chiếc xe thuộc phân khúc hạng A. Ngoài ra thì để nói về vai trò một chiếc xe dành cho nữ lái, dành cho những người mua xe lần đầu, thì ở đây chiếc Kia Morning có một cái khúc A nó quá to luôn. Nó che chắn quá nhiều tầm nhìn. Rồi tôi cũng không thích phong cách thiết kế mà nó bị chúi mùi quá nhiều. Tức là các bạn mà muốn căn những cái khu vực rất nhỏ là đôi khi chúng ta phải như này này, thì nó có thể nhìn thấy được. Và như thế thì không hay. Còn đây tất nhiên vẫn là điểm trừ của chiếc Morning. Chúng ta sẽ có một không gian mà với 4 người như tôi thì chiếc xe này nó đặc kẹp, gần như các bạn sẽ không có không gian mà thở nữa. Với phân khúc hạng A thì có lẽ ở thời điểm hiện tại chỉ có chiếc Hyundai i10 làm cho tôi cảm thấy tương đối hài lòng về mặt không gian thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ điểm tới một cái chi tiết cũng khá là kỳ lạ, đó là với tôi thì chiếc Kia Morning có cái chiều cao tổng thể nó giảm đi 5mm. Nhưng các bạn lại có một cảm giác là cái đỉnh cao nhất của cái trần này nó được nâng lên một chút xíu. Thế nên là cảm xúc khi mà các bạn nhìn lên phía trên nó dễ chịu hơn so với thế hệ Morning trước. Với chiếc Kia Morning 2021, chúng ta một chút xíu nữa là bỏ quên mấy cái điểm rất mạnh của nó, đó là về mặt option. Ở đây chúng ta có một chiếc xe thuộc phân khúc hạng A nhưng có những thứ có thể nói là tương đối xa xỉ, như đèn tự động, điều hòa tự động, rồi bệ tỳ tè ở đây nữa. Và cũng đúng thôi, như tôi đã nói ngay từ phần đầu, đó là các bạn sẽ thấy nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc họ kiên định với một xu hướng đó tạo những chiếc xe nhỏ gọn, xinh, lanh lẹ trong đô thị thôi. Và đây lại là điểm mạnh của chiếc Morning nếu các bạn nhắc tới là riêng trong môi trường đô thị. Kia Morning 2021 là một mẫu xe cũng rất kỳ lạ. Nó là hẳn một thế hệ mới nhưng không có lễ ra mắt ở thị trường Việt Nam. Và bạn có lên trang web của Kia để download tài liệu thì các bạn cũng sẽ không thể biết được chiếc xe này có sức kéo là bao nhiêu. Và chúng tôi buộc phải tìm hiểu thông tin ở thị trường nước ngoài. Thông số đưa về là động cơ 1.25, 83 mã lực, 122 Nm một bên xoắn, đạt được từ 4.000 vòng một phút. Và như thế nếu so sánh với động cơ cũ của Kia Morning thế hệ cũ, các bạn sẽ bị giảm về mặt công suất nhưng tăng sức kéo. Và điều này nó với tôi sẽ là tiếp tục một thông điệp không thể rõ ràng hơn của nhà sản xuất khi họ muốn tập trung hoàn toàn việc di chuyển hoặc sử dụng mẫu xe của họ ở trong môi trường đô thị. Mẫu xe này quả thật là như vậy, nó mang tới một cái mức độ hứng khởi, lanh lẹ, vui vẻ khi di chuyển trong đô thị. Có thể nói là với một con số không hề quá ấn tượng thì nhà sản xuất Hàn Quốc họ đã có những cái tinh chỉnh để cỗ máy này nó sổ ra toàn bộ sức kéo ngay từ giải vòng tua đầu, rồi cộng với một cái phần khối lượng khô tương đối nhẹ trong phân khúc. Tổng hòa lại, chiếc Morning có những pha xuất phát hay thay đổi vận tốc xử lý các tình huống phổ biến gặp trong đô thị là rất đơn giản và lanh lẹ. Nó không yếu những gì mà chúng ta nhìn thấy ở trên giấy tờ. Với một khối động cơ như vậy thì tôi cho rằng cái lựa chọn hộp số tự động 4 cấp sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Và quả thật thì các bạn cầm lái chiếc Kia Morning sẽ gần như không bao giờ gặp những tình huống mà nó hoạt động ngoắc ngứ hay có những pha chuyển số giật cục. Về mặt tổng thể, mẫu xe này cũng có kích thước nhỏ gọn hơn hẳn các đối thủ, trục cơ sở cũng nhỏ nữa. Cộng với một điểm rất cốt lõi mà nhà sản xuất này tạo ra, đó là họ muốn nó trở thành một chiếc xe thuộc dạng lanh và chắc. Thế nên cuối cùng thì ở Việt Nam điều đấy nó cũng đã xảy ra. Cầm lái chiếc Morning các bạn sẽ thấy nó gọn, nó có phần vui vẻ theo kiểu nhanh nhẹn đô thị hơn là so với Fadin hay so với i10. Và như thế thì chúng ta có thể thấy một cái câu chuyện rất tổng thể, đó là thực tế các bạn luôn luôn cần phải cân nhắc giữa
nhu cầu của mình là gì, sự mong mỏi, mình mong chờ giá trị gì từ một mẫu xe. Nếu các bạn chạy một chiếc Morning như một chiếc xe để đi lại hàng ngày, để đi làm rất đơn giản, không có nhu cầu gì phức tạp, không chở 5 người lớn để đi cao tốc 5B 120 km/h thì nó đáp ứng rất ok. Còn nếu các bạn kỳ vọng những giá trị cao hơn thì lát nữa chúng ta sẽ bàn tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với một câu chuyện mà sẽ rất nhiều người quan tâm, đó là khả năng cách âm. Những chiếc xe hạng A như Morning thì các bạn sẽ không đòi hỏi được quá nhiều rồi. Nhưng Kia thì họ tuyên bố khi ra mắt thế hệ mới, đó là họ đã tăng cường khả năng cách âm lên rất nhiều. Và quả thật thì nó rất thay đổi so với chính bản thân mình trước đây. Chạy những chiếc Morning như trước đây thì tôi thường nói vui rằng cảm giác như kiểu nó bị thủng sàn vậy. Chạy trên những mặt đường đô thị rất đẹp như này, vận tốc 4-50 các bạn đã nghe thấy tiếng lốp rào rào vào trong xe rồi. Còn bây giờ thì tất nhiên là tiếng ồn vẫn có, nhưng nó có mức độ thấm rồi. Chúng ta sẽ không còn bị cái cảm giác quá là gai góc như phong cách chạy trước đây nữa. Và tất nhiên việc thay đổi như vậy là hết sức cần thiết, vì chúng ta có chiếc VinFast Fadil, một chiếc xe bây giờ được coi là tiêu chuẩn cao của phân khúc. Và chính chiếc Hyundai i10 thế hệ mới nó cũng đã cải thiện rất nhiều về khả năng cách âm. Tuy vậy, nếu để gọi là phân hạng một chút thì tôi cho rằng chiếc i10 vẫn đang là chiếc mà bị lắng xuống phía bên dưới. Với chiếc Kia Morning động cơ 1.25 mà tôi đang cầm lái thì điều mà tôi cảm thấy không vui nhiều nhất đó chính là tiếng sôi của động cơ. Các bạn sẽ có những cái tiếng sôi ngay từ khi chỉ ga rất nhẹ rồi, chớm đi rồi là cái tiếng sôi này đã được cảm nhận một cách rõ rệt rồi. Và chỉ có lẽ trong khoảng 10% những cái tình huống di chuyển các bạn mới không nghe thấy tiếng sôi này. Tức là khi mà chúng ta đã có đà duy trì đều tốc, còn bất cứ khi nào các bạn gia tăng sức ép lên buồng đốt, nó đều có một cái tiếng sôi không phải quá lớn nhưng nó thường trực. Và đây sẽ là điểm mà rất tiếc là bây giờ phân khúc hạng A nó đã tốt lên rất nhiều rồi. Rất tiếc cho Morning ở điểm này. Nhưng chắc hẳn là các bạn xem video của tôi nhiều thì cũng sẽ biết tới một câu, đó là con số thì không bao giờ nói dối. Đúng thế, chúng ta sẽ chỉ có thể lựa chọn, đó là các bạn sẽ bung ra nhiều moment xoắn, nhiều sức kéo ở giải tour đầu, hay lựa chọn để phân bố đều ra ở nhiều giải vòng tour thôi. Chiếc Kia Morning là chiếc xe hướng tới đô thị, ưu tiên giải tốc đô thị, thế nên chạy đô thị thì vui vui như vậy đấy, chứ còn chạy cao tốc thì câu chuyện sẽ rất khác. Chắc tôi không cần phải nói lại rằng mục tiêu của Kia Morning là dành cho đô thị. Nhắc đi nhắc lại như vậy để nói rằng bạn chạy chiếc xe này ấy, mà chỉ cần hơi sâu chân thôi ở bất cứ giải vận tốc nào, các bạn cũng sẽ đều cảm thấy thất vọng. Tức là nó có tiếng ồn, độ rung lớn lên, trông thấy chúng ta không có hiệu năng chuyển tốc, chuyển số. Và ở đây ấy thì đường cao tốc chính là một môi trường như vậy. Các bạn chạy chiếc xe này rất chỉ thực sự nhàn khi mà duy trì đều tốc thôi. Với một cái hộp số ít cấp thì đương nhiên là các bạn phải chấp nhận tình huống là tua cao rồi, nhưng ít nhất các bạn không bị làm phiền bởi tiếng ồn quá nhiều. Với chiếc Kia Morning ở giải vận tốc cao thì nó là một tình trạng mà tôi mô tả là ga điếc nặng. Tức là các bạn chịu đựng tiếng ồn trong một quãng thời gian rất dài mới đạt được cái vận tốc mà mình mong muốn. Đó là một pha mà chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải khi cầm lái chiếc Kia Morning. Với sự so sánh đi, ở trong phân khúc thì tôi không có đánh giá cao cái mức độ ồn ào này, nói về phần tiếng. Và rất may là nhờ vào cái cơ cấu khung gầm mới rồi, rất nhiều cái chi tiết mà tôi đã liệt kê ở đầu video, thì chúng ta có một chiếc xe tổng thể là nó ít bị ủ, ít bị những cái tiếng ù lùng bùng ở trong khoang xe, và đây là điều rất may mắn rồi. Bù lại thì các bạn sẽ có một thứ mà tôi cho là nó cải thiện vượt bậc so với chính bản thân Morning trước đây, đó là hệ thống treo. Với hệ thống treo mới thì chiếc i10 là chiếc vẫn mang lại một cái cảm giác vững chãi tốt ở trong mặt bằng phân khúc A, nhưng nó bị cứng theo kiểu thô. Còn với Kia Morning chúng ta có một mức độ giao tiếp tốt hơn với mặt đường. Các bạn sẽ có cảm giác va chạm và cả tiếng ồn nữa, nó dễ chịu hơn, cảm giác nó tinh tế tốt hơn hẳn so với chiếc i10. Đây là một điểm mà nó phải nói là mang tới cho tôi một cái sự rất là bất ngờ, vì trước đây á thì Morning có một cái hệ thống treo đứng sau i10 kha khá. Còn bây giờ thì nếu mà để nói về riêng cái cảm xúc cá nhân, cái sự ưa chuộng, thì tôi thích cái phong cách của Morning. Morning có một hệ thống treo mà nó không phải là dạng quá cứng như i10, và nó lại cân bằng được ở cái mức độ dập tắt dao động nhanh. Thế nên với những gì mà Kia họ mang tới thì tôi cho đây là một chi tiết thuộc dạng top khi nhắc tới chiếc Kia Morning thế hệ thứ 3. Ngoài ra các bạn sẽ thấy ở đây có một phần vô lăng thiết kế rất đẹp mắt và cầm lái cũng rất thích nữa.
đi trong đô thị nó sẽ rất nhẹ và có thể là nói là nó rất phù hợp với phong cách chạy của chị em phụ nữ. Còn khi các bạn đi ra đến cao tốc, vận tốc cao, lúc này chúng ta sẽ có một cái mức độ truyền đạt rất tốt. Tôi luôn luôn đánh giá cao cái chi tiết này. Với những cái mẫu xe như Morning, các bạn đừng kỳ vọng rằng nó có một cái mức độ cảm nhận mặt đường sống động rồi các bạn biết những cái gì diễn ra ở dưới gầm, mà đơn giản ấy chỉ là như này thôi. Những cái pha di chuyển rất nhẹ như này của các bạn được truyền đạt đầy đủ xuống mặt đường, như thế đã là quá tuyệt vời rồi. Và ở trong phân khúc này thì Morning đang là chiếc xe hấp dẫn hàng đầu. Và có thể có anh em sẽ hỏi tôi là tại sao lại mang chiếc Morning ra để đua bơi ở trên 5B rồi kêu nó yếu, vì đây là một bài in-depth review. Ở Việt Nam ấy, chúng ta sẽ sử dụng xe hơi kể cả từ loại 1-200 triệu cho tới loại 1-20 tỷ với rất rất nhiều các vai trò khác nhau. Các bạn chạy một chiếc bán tải như một chiếc SUV 5 chỗ, như một chiếc xe con để đi cà phê, như một chiếc xe đi siêu thị và như một chiếc xe tải nữa. Chiếc Kia Morning cũng vậy, sẽ có rất nhiều gia đình mua về và không chỉ chạy nó loanh quanh đưa con đi học đi siêu thị đâu, mà họ sẽ chở 5 người lớn đi về quê và họ cần biết những cái thông tin mà tôi vừa chia sẻ với anh em. Đó là lý do mà chúng ta có in-depth review. Video đánh giá tương đối là cẩn thận, tôi cho là thế, với nguồn lực cho phép, với khoảng thời gian cho phép của chúng tôi. Với chiếc Kia Morning thế hệ thứ 3 sẽ kết thúc tại đây. Và để tóm tắt một cái video rất dài như này, chúng tôi sẽ gửi tới anh em một cái bảng nhỏ nhỏ nêu tới tất cả những ưu nhược điểm, những cái đánh giá chi tiết của chúng tôi với chiếc xe có giá tương đối cao trong phân khúc này. Hy vọng là anh em rất thích video này và chia sẻ nó tới những người yêu xe khác. Hẹn gặp lại các bạn ở một video khác của GearUp.